Đây mình sẽ chuẩn bị buổi lễ chào cờ đúng 9:30. Vâng. Sở dĩ mà hôm nay tôi đội nón casket là chỉ che nắng bớt nắng quá, mà mấy cô này phải phục mấy cô đó là mặc dù nắng như thế nào cũng ra hành lễ, hoặc là mưa như thế nào cũng ra hành lễ cho quý vị. Đó là một điều đáng khen ngợi cho thế hệ hậu duệ của chúng ta. Và khởi xướng bởi ban hợp ca anh chị thiện nguyện và hậu duệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Giang tỷ vừa đi Cali về chắc hết mỏi mệt rồi, thành ra thấy rất là tươi cười. Cũng như Mai Khanh và cái nhóm ban hợp ca anh thư thiện nguyện chụp hình rất là đẹp trên Facebook nha quý vị. Chúng tôi mỗi lần nhìn là muốn xỉu luôn. Trời ơi, nhìn mà muốn xỉu làm sao vậy anh? Rồi, rồi chúng ta còn, mình chuẩn bị chúng nha. Ta còn một phút nữa, còn một phút nữa sẽ bắt đầu ha. Xin thắp nhang lên để phát cho từng cá nhân của chúng okay. ta. Ok. Mời mọi người hãy cùng nhau cầu nguyện cho Việt Nam luôn ha. Cho Việt Nam mình sớm qua cơn dịch ha. Thì anh Dũng vẫn còn vắng mặt có hợp pháp, vắng mặt hợp pháp chứ không phải có hợp pháp, vắng mặt hợp pháp. Thành ra chúng tôi thân ông điền vào chỗ trống. Đồng sáng, bốn sáng. Sau đây là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Quốc ca Hoa Kỳ, nhiên chào tay, chào. Rise stars through the perilous fight.
Việt Nam Cộng Hòa. Chào tới, chào. Để công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi đi, xin biết gì thân san, vì tương lai quốc dân cùng sông pha quyết tâm, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thay khơi trên đường giang. Một phút mặc niệm để ghi nhớ đến công đức tiền nhân các anh hùng dân tộc Việt Quốc Phong Tân. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Phút mặc niệm để thương xót cho hàng ngàn đồng bào chúng ta chết đớn đau trong vùng kinh tế mới. Các chiến sĩ đã gửi thân xác lại gốc núi ven rừng trong ngục tù cộng sản. Và sau hết, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn trên đường tìm tự do, đã gửi thân lại vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. Phút mặc niệm, bắt đầu. Sau đây là lời nguyện cầu trước tượng đài. Chúng tôi, những dân quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa và hậu duệ sống lưu vong, tị nạn trên miền đất tự do, cùng nhau kính dâng hương hoa trước tượng đài để tỏ lòng tri ân các anh hùng, tử sĩ Việt Nam và đồng minh đã hy sinh tính mạng trong cuộc chiến chống cộng sản tại miền Nam Việt Nam. Nguyện cầu hồn thiêng sông núi và anh linh các tử sĩ hộ trì cho đất nước và con dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Tổ quốc và non sông Việt Nam được trường tồn vĩnh cửu, dân tộc Việt Nam luôn bất khuất quật cường trước mọi kẻ thù tàn phá xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải quốc gia. Những chiến sĩ đang can trường tranh đấu ở quê nhà cũng như tại hải ngoại đạt được nhiều thắng lợi, giành lại tự do, nhân quyền và cuộc sống ấm no hạnh phúc cho hơn 90 triệu đồng bào tại Việt Nam. Lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ biểu tượng cho quốc gia Việt Nam được sớm tung bay trên mọi nẻo đường đất nước, nêu cao chánh nghĩa ngàn đời từ Bắc chí Nam. Tất cả chúng tôi xin cúi đầu kính bái. Và sau đây ban hợp ca thư tình nguyện sẽ gửi đến tất cả quý vị có mặt hôm nay bản nhạc Trả Lại Cho Dân. Dịch Covid, dạ, xin kính mời.
cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn, trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói dòng. Vâng, xin cảm ơn bạn học ca anh Thư Thượng Viện rất là nhiều. Quý vị nói hồi nãy tôi than với lại trời đất, tôi nói trời ơi nắng quá, thượng đế nói giờ con muốn cái gì, có mì, quý vị thấy có mì ngay, con muốn cái gì nữa, dạ có gió mát chút xíu, dạ con muốn cái gì, muốn mặt trời không, dạ không, giờ xin kính mời tất cả lên để chúng ta chúng ta tập một cái chụp một những cái tấm hình lưu niệm. Kính mời tất cả quý vị, anh bận dùng bộ đồ anh. Trời ơi. Dạ. Thử gọi cho anh này được rồi. Xin kính mời tất cả lên đây. Rồi, chụp tấm hình kỷ niệm nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video Giang Tỷ. Mời hãy share cái video này ra giùm. Dạ, cảm ơn nhiều nha. Phải bật chứ. Bye bye, hẹn gặp lại tuần sau Chủ nhật cũng đúng 9:30. I love you all.